Sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc triển lãm thành tựu quân sự quốc phòng, chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 10 và Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng dự và cắt băng khai mạc triển lãm. Triển lãm thành tựu quân sự quốc phòng giai đoạn 2015-2020 với chủ đề phát huy bản chất cách mạng, truyền thống quân đội anh hùng và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, toàn quân đẩy mạnh thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm sẽ trưng bày giới thiệu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 10 và Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020, những thành tựu xây dựng quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức, các mặt hoạt động, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, tham gia lao động sản xuất, công tác đối ngoại quốc phòng, giới thiệu một số sản phẩm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thành tựu trong phong trào thi đua quyết thắng. Qua đó khẳng định sức mạnh của quân đội, tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự, năng lực công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm là hoạt động thiết thực, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động toàn quân tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.